Hi, xin chào mọi người đến với kênh YouTube phòng kinh doanh xe cũ của hãng xe Ford Bình Triệu. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người cái con xe Hyundai Tucson phiên bản cao cấp 1.6 turbo màu ghi vàng ha. Xe thì rất là đẹp, đời 2020, chạy lướt có 13.000. Thì giá có 886 triệu, đó rất là rẻ, tiết kiệm so với xe mới gần cả 200 triệu ha. Thì về mặt phía trước ga lăng nhìn còn rất là sáng bóng, với những cái đèn của cái Tucson này như mọi người có thể thấy ha, đèn 6 cái đèn bi phía trước ha, và cái dãy đèn led ban ngày nhìn rất là đẹp, rất là hầm hố. Ngoài ra phía dưới cũng có cái đèn sương mù đang chạy dọc theo là cái đèn led ha. Phía trước cũng được trang bị hai cái cảm biến hai bên, bốn cái cảm biến mọi người, sau đi mọi người ha, bốn cảm biến ha. Nhìn màu sơn của Tucson màu ghi vàng rất là đẹp ha. Bom thì rất là thể thao, nhìn rất là đẹp ha. Về chạy được rồi, còn muốn thêm đồ chơi thì mình trang trí thêm ha. Một chấm sáu turbo. Xe Hyundai Tucson này thì là 5 chỗ ngồi nhé. Biển số bị cá nhân Bình Dương. Đây phía sau bỏ đồ rất là rộng rãi, cũng trang bị cái lót sàn cao cấp rồi, tăng lót sàn phía sau. Thường thì người ta sẽ lót phía trước dãy ghế ngồi thôi, nhưng mà Hyundai Tucson thì cái con xe này thì có trang bị thêm phía sau để bỏ đồ cho nó khỏi dơ ha, rất là sạch ha. Thì cốp này là cốp điện. Ngồi trên chiếc xe Hyundai Tucson này rất cách âm, rất là tuyệt vời nha, rất là êm ái ha. Đây, lót sàn cao cấp 6D. Nhìn rất là sang trọng, kèm với bộ ghế da này ha. Ở vị trí hàng ghế thứ hai thì băng ghế sau ngồi 3 cũng thoải mái, nó không có gì. Nếu ngồi 2 thì có cái chỗ để nước ha. Xe có cửa sổ trời. Rồi, quay phía trước cho mọi người xem ha. Hai bên ghế trước đều là chỉnh điện nha. Đây mọi người ha, trượt lên trượt xuống bằng điện nha. 6 hướng ha, điều chỉnh điện 6 hướng phía bên phụ. Cái này rất là hay nha. Nè, cái lót sàn này thì có thêm cái này để bỏ những cái gì đó ha, rất là hay này, bỏ đồ này, bỏ đồ lung tung ha. Rồi ok, thì đi một vòng thì theo đánh giá của mình thì xe chưa có trầy xước chỗ nào hết ha. Xe về tại trung tâm thì bao không đâm đụng, không ngập nước, đặc biệt xe còn bảo hành này. Đây nhìn cái form của Hyundai Tucson rất là đẹp. Rồi em sẽ vào trong cái cabin phía sau, ở phía trong cho mọi người cùng xem ha. Đây nhìn rất là đẹp. Em sẽ demo cho mọi người xem ha.
Trên xe Hyundai Tucson thì trang bị cái hệ thống trình dẫn đường rất là chính xác, so với những rất là ưu điểm so với những cái dòng xe khác ha. Hệ thống dẫn đường của Hyundai đặc biệt hơn những dòng xe khác. Rồi, đây là hộp số tự động ha. Phanh thì phanh tay là bằng điện nha. Và những cái chế độ lái của xe Hyundai Tucson. Đây, xe rất là đẹp. Phía trong phía ngoài gì nhìn rất là đẹp ha. Hyundai nổi tiếng về cái form ha. Về cái thời trang. Và cái công nghệ của Hyundai cũng tương đối là rất là nhiều. Ta họ trang bị trên xe rất là nhiều cái những cái tính năng. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người có quan tâm tới dòng xe Hyundai Tucson này 1.6 phiên bản turbo cao cấp nhất ha, thì liên hệ với mình để được cái giá thương lượng ha, rồi hỗ trợ ngân hàng này kia ha. Xin cảm ơn mọi người. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình ha.